Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Anh, tiếng Trung cùng nhau. Và mình tên là Tý, rất vui để được gặp các bạn trong cái video của ngày hôm nay. Thì trong cái video của hôm trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai cái thì đầu tiên trong mốc quá khứ. Đó là thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ đơn diễn tả một hoạt động đã xảy ra trong quá khứ, không phải ở hiện tại. Và cái hoạt động nó đã hoàn thành rồi các bạn. Nó đã diễn ra trong quá khứ với các từ nhận biết như từ yesterday, từ last week, last month, last night, last year, hoặc là với in cộng với một số năm cụ thể hoặc là một số năm nào đó với ago. Thì đó là một số dấu hiệu nhận biết, cái signal words đối với cái thì quá khứ đơn. Còn đối với quá khứ tiếp diễn thì nó sẽ diễn tả một hành động xảy ra trong một mốc thời gian cụ thể ở trong quá khứ. Đó, một mốc thời gian ở trong quá khứ, ví dụ như 8 giờ tối ngày hôm qua hoặc là 8 giờ tối ngày hôm trước hoặc là vào lúc ngày mấy của cái năm đó, đó là một mốc cụ thể và cái hành động nó đang được diễn ra thì chúng ta sử dụng quá khứ tiếp diễn. Đó, quá khứ tiếp diễn. Thì hôm nay trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp hai cái thì trong quá khứ. Đó là thì quá khứ hoàn thành mà perfect past và quá khứ hoàn thành tiếp diễn past perfect continuous. Thì hai cái thì này thực ra thì nó trong cái tiếng Anh giao tiếp English communication thì đôi khi chúng ta ít khi sử dụng. Vì sao? Vì công thức của nó khá là phức tạp. Thứ hai là thực ra mình cũng ít khi sử dụng, nó rất khó nhớ và cũng như là cách dùng của nó đôi khi nó rất là rối các bạn, nó rối. Thì thường trong tiếng Anh giao tiếp chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn không, vì mục đích vẫn là truyền đạt đi cái vấn đề mà chúng ta nói. Thì nhưng mà trong các việc mà thi hoặc là trong làm các bài test hoặc là các bài reading á thì sẽ luôn luôn xuất hiện các dạng thì này, và đặc biệt là cái trong câu điều kiện. Thì trong câu điều kiện loại 3 thì có xuất hiện thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai cái thì này nhé. Ok. Thì trước tiên đến với bài ôn tập hôm nay giữa mình và các bạn. Hy vọng rằng các bạn có thể support mình bằng cách click vào cái nút subscribe bên dưới ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái thì đầu tiên, đó là past perfect. Past perfect. Past perfect nghĩa là thì quá khứ hoàn thành. Thì thực quá khứ hoàn thành diễn công dụng chức năng của nó thường là có hai với có hai hành động. Thường là có hai hành động, một hành động trước và một hành động sau này các bạn. Một hành động trước, ví dụ A và B là hai hành động A và B. Thì quá khứ hoàn thành sẽ diễn tả cái hành động xảy ra trước khi có một hành động khác xen vào, và tất cả các hành động này đều nằm ở trong quá khứ. Đó, ví dụ A xảy ra trước, sau đó mới tới một hành động B xảy ra tiếp theo, thì cái hành động A này sẽ được chia ở thì quá khứ. Các bạn nhớ nha, thì hành động A này sẽ được chia ở thì quá khứ hoàn thành, còn hành động B này sẽ được chia ở thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì quá khứ hoàn thành thường nằm trong một câu có hai vế và diễn đạt hai hành động ở trong quá khứ, một hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau. Hành động xảy ra trước sẽ được chia ở thì quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau sẽ được chia ở quá khứ đơn. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái công thức của nó. Thì đầu tiên là công thức khẳng định của thì quá khứ hoàn thành. Công thức khẳng định của thì quá khứ hoàn thành là chủ từ các bạn ạ, chủ từ cộng với h tiếp theo cộng với verb. Verb ở đây hợp vi tắc thêm ed, bắt quy tắc chia cột thứ ba.
Thì đối với những cái gì mà hoàn thành rồi các bạn thì đều là verb ở đây thì MIDI hoặc chia ba đối với hiện tại hoàn thành đúng không các bạn thấy không? Hiện tại hoàn thành thì chủ chủ từ cộng với has or have rồi cộng với verb hợp quy tắc thì MIDI bắt quy tắc chia cột thứ ba. Còn đối với quá khứ hoàn thành thì nó chủ từ cộng với has. Has ở đây có thể đi với tất cả các chủ từ luôn, are you, we, they, he, she thì đi đều đi với has hết. Rồi cộng với hợp quy tắc thì MIDI bắt quy tắc chia cột thứ ba. Sau đó thì cộng với tân ngữ nếu có thì đây là hình thức đây là hình thức khẳng định. Đây là hình thức khẳng định. Còn đối với hình thức phủ định, hình thức khẳng định đã phủ định thì luôn luôn có not đúng không? Rồi cộng với has. Tiếp theo cộng với not. Người ta sẽ viết contrast nó là thường là từ này nè các bạn. Hot. Đó. Ok. Cộng với verb hợp quy tắc thì MIDI bắt quy tắc chia cột thứ ba. Rồi. Đó. Tiếp theo là câu nghi vấn. Câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đưa cái hot lên trước. Chúng ta sẽ cộng tiếp chủ từ, cộng thêm verb, thêm MIDI. Đó, rồi. Cộng với tân ngữ nếu có. Đây, đây là ba hình thức của thì quá khứ hoàn thành. Khẳng định chủ từ cộng với has cộng với verb hợp quy tắc thêm MIDI bắt quy tắc chia cột thứ ba cộng với tân ngữ nếu có. Hình thức phủ định thì chủ từ cộng với has cộng với not rồi cộng với verb hợp quy tắc thì MIDI bắt quy tắc chia cột thứ ba. Còn đối với hình thức nghi vấn thì đảo đưa cái has lên trước cộng với chủ từ cộng với verb thì MIDI đó hoặc là chia cột thứ ba xong với cộng tân ngữ. Thì đây là ba hình thức khẳng định, phủ định và nghi vấn đối với thì hiện tại hoàn thành. Ok. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ. Vì ví dụ nha thì mình đã nói thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động tiếp theo nó diễn đạt trong quá khứ. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ như là I met met phan mình đầu tiên mình sẽ không chia nha, mình sẽ chưa chia cái thì này trước. Mình sẽ ghi nó ở dạng infinitive verb. Rồi, my brother. Rồi, after he hard he study. Chẳng hạn vô tao tới đi. He got it. He married. 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 Ok. Thì đây là một cái câu mình chưa chia nào. Thì bây giờ mình sẽ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Thì như mình đã nói thì quá khứ hoàn thành diễn đạt một cái hành động xảy ra trước một cái hành động tiếp theo nó ở trong quá khứ. Chúng ta sẽ dịch câu này nào. Tôi gặp anh trai của tôi. Ví dụ tôi gặp anh trai của tôi sau khi anh ấy marry là cưới, nghĩa là anh ấy lấy vợ đi. Ok. Thì giờ nếu chúng ta dịch ra thì chúng ta biết là cái hành động gặp anh trai này này là nó xảy ra sau đúng không? Là hành động B xảy ra sau, còn hành động trước nó là hành động anh ấy đã lấy vợ rồi, tức là anh ấy đã lấy vợ rồi thì tôi mới gặp, thì hành động lấy vợ này nó đã xảy ra trước. Thì đã xảy ra trước thì chúng ta sẽ cùng nhau chia ở thì hiện tại hoàn thành là chúng ta sử dụng là had, marry hoặc quy tắc thêm MIDI. Đối với chữ Y thì sau này các bạn chúng ta đổi thành E, sau đó chúng ta thêm MIDI. Còn cái vế sau này chúng ta sẽ giữ nguyên, chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ đơn. Quá khứ đơn của meet là met. Đó các bạn thấy không? I met my brother after he had married. Thì đây là một câu đúng không? Một câu diễn đạt
câu quá khứ hoàn thành. Các bạn nhớ nha, nếu như trong câu nó xuất hiện cái từ after thì trước after sẽ chia quá khứ đơn, sau after sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Còn ví dụ after là gì các bạn? Sau khi có một từ ngược lại với sau khi là gì? Trước khi nó là before, đúng không các bạn? Before thì ngược lại. Ví dụ như mình sẽ chuyển câu này là trước khi mình sẽ chuyển lại là. Còn nếu như cái từ before này các bạn, before này nhưng mà chuyển vào đây thì chúng ta sẽ hoán đổi nó lại. Chúng ta sẽ nói là anh ấy lấy vợ trước khi tôi gặp anh ấy. Thì lúc này trước before chúng ta sẽ chia là thì quá khứ hoàn thành. Sau before chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn, ngược lại với after. Các bạn nhớ nha. Nếu như trong câu có after nói hai vế mà để chia quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành thì trước after chúng ta sẽ chia thành thì quá khứ đơn, sau after chúng ta sẽ là thì hiện tại quá khứ hoàn thành. Còn nếu trong câu là before, giữa before nằm ở giữa thì trước before là sẽ là thì quá khứ hoàn thành, sau before sẽ là thì quá khứ đơn. Đó là một là cách cách để nhận biết giữa cái thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Còn hình dạng phủ định thì sao? Dạng phủ định thì chúng ta ví dụ như là she hot. Nè, nó finish. Đây là một câu đơn giản nè, finish the English test. Câu này cho chúng ta biết là cô ấy đã không hoàn thành cái bài tập tiếng Anh. Thì chúng ta nhận thấy cái bộ ngạc rằng là đối với một cái câu nó không còn hai vế như trước thì nó sẽ như thế nào? Nếu nó là ở quá khứ đơn thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ xuất hiện cái gọi là trạng ngữ chỉ thời gian. Ví dụ có từ yesterday, last week, nó có sẽ có một cái thời gian cụ thể, một thời gian cụ thể trong quá khứ. Còn nếu như chia ở quá khứ tiếp diễn, nếu chia ở quá khứ tiếp diễn thì cái hành động này không thể thực hiện được. Vì sao? Vì không ta không thể nói là cô ấy không đang hoàn thành cái bản English test thì không ấy. Thì thường những câu như thế này diễn tả một hành động trong quá khứ, chúng ta thấy không? Nó diễn đạt tiến thành là quá khứ hoàn thành. Nó chỉ biết là cái hành động này đã xảy ra trong quá khứ và nó không xác định được một thời gian cụ thể. Đó. Người ta chỉ muốn nhấn mạnh rằng là cô ấy đã không hoàn thành được cái bài English test và sử dụng đối với quá khứ hoàn thành thì nó đã xảy ra rồi. Người ta không muốn đề cập đến thời gian. Đó. Ok. Đây là một cái câu dạng gọi là một câu phủ định. Còn ví dụ như rồi tiếp theo đó là một câu nghi vấn thì sao? Đó. Câu nghi vấn. Đối với câu nghi vấn thì chúng ta chuyển cái câu vừa rồi lên. Ví dụ hot see finish the English test. Đó, đây là một câu dạng nghi vấn. Thì đối với những câu có trợ động từ đằng trước, do, does, or have thì thường là câu trả lời yes, no. Các bạn nhớ nha. Yes thì sao? Thì she had. Đúng như vậy, đúng không? Còn no thì she had thì thêm not vào. Đó, đây là câu yes or no. Ok. Đây là hình thức dạng phủ định ở hình dáng dạng nghi vấn các bạn nha. Ok. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thì hiện tại quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành diễn đạt thường sẽ diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ. Thì đó là thì hiện tại quá khứ hoàn thành. Hoặc cái cách thứ hai mà quá khứ hoàn thành nó có chức năng đó là nó sẽ diễn đạt hai hành động có liên quan xảy ra trong quá khứ.
hai hành động có liên quan được xảy ra trong quá khứ. Có liên quan ở đây là sao? Ví dụ hành động A xảy ra sẽ gây ra cho hành động B. Vì hành động A mà có hành động B. Ví dụ như hành động A này mất cái gì đó, cho nên là người này, ví dụ người này mất một cái vé, mất cái passport đi, hay là quên cái đem cái passport đi, thì người này sẽ không lên được máy bay. Thì hai cái hành động này ở trong quá khứ, như các bạn diễn đạt trong quá khứ, thì hai hành động này nó có liên quan với nhau, thì người ta sẽ chia ở trong thì hiện trạng hoàn thành. Thì cái hành động nào á, cái hành động nào mà là cái kết quả thì sẽ được chia ở thì quá khứ đơn, còn cái hành động nào nguyên là nguyên nhân á thì sẽ chia ở ở thì quá khứ hoàn thành. Ví dụ như mình sẽ lấy một cái câu, ví dụ như là mình sẽ lấy một cái câu như là I could call you chẳng hạn. Call to you because I had forgotten the telephone or the phone đi. Rồi, somewhere. Cái câu này ví dụ các bạn thấy không? Tôi không thể gọi điện cho bạn. I couldn't call to you because I had forgotten the phone somewhere. Bởi vì tôi quên điện thoại ở đâu đó. Bởi vì thì hành động nguyên nhân là bởi vì tôi quên cái điện thoại ở đâu đó, dẫn đến rằng tôi không thể gọi điện cho bạn. Thì các bạn thấy không, đây là nó diễn đạt hai cái sự kiện, hai cái hành động có liên quan với nhau và theo hệ nguyên nhân và kết quả đó. Vì cái gì đó nó mới cái này đó, vì quên điện thoại ở đâu đó cho nên là tôi không thể gọi điện cho bạn. Và hai hành động này trong quá khứ, các bạn nhớ mình đang học ở quá khứ thì tất nhiên hai hành động này diễn đạt ở trong quá khứ đó. Đó thì các bạn thấy không, đó đây là một cái, và có từ because đây là chúng ta là bởi vì đó, ok đó. Hoặc như là một câu ví dụ như là tôi bị ướt bởi vì sao, bởi vì tôi không đem đem dù chẳng hạn. Ví dụ như là I got wet, okay, because I had forgotten. Mình sẽ dùng cái từ nãy luôn, forgotten. Rồi, umbrella. Đó. Ví dụ gì? Forgotten taking đi. Thấy không? Tôi bị ướt bởi vì tôi quên mang đem theo dù. Thì cái câu này nó có nghĩa là bởi vì không đem theo dù nên tôi bị ướt. Thấy không? Nguyên nhân và kết quả. Thì cái nguyên nhân sẽ được chia ở thì quá khứ hoàn thành, past perfect. Còn cái kết quả sẽ được chia ở thì quá khứ đơn. Các bạn nhớ nha. Và cái thứ ba nữa thì quá khứ đơn diễn quá khứ hoàn thành diễn đạt một cái, nó sẽ nhấn mạnh cái kết quả của một cái hành động gì đó trong quá khứ, nó sẽ nhấn mạnh một cái kết quả một cái hành động trong quá khứ. Ví dụ như I had been chẳng hạn, I had been Hà Nội mình viết tắt nha, try. By the time nghĩa là gì bạn? Trong khi, by the time I study in Hồ Chí Minh City chẳng hạn, in university đi, city in
Hồ Chí Minh City. Ví dụ, đây là cái câu nhấn mạnh là sao? Tôi đã ở Hà Nội 2 lần, tôi đã từng đến Hà Nội 2 lần trong cái khoảng thời gian mà tôi học ở ở đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì câu này nó mang nhấn mạnh cái kết quả là nó nhấn mạnh là gì các bạn theo nó nhấn mạnh nó được chia thì hiện tại hoàn thành đây thì nó nhấn mạnh rằng tôi đã ở Hà Nội 2 lần. 2 lần nó nhấn mạnh cái kết quả rằng trong cái khoảng thời gian mà tôi học ở đại học ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã từng đến Hà Nội 2 lần, thì nó nhấn mạnh cái kết quả. Và dấu hiệu nhận biết trong câu này là by the time. Thấy không? By the time, trong khi by the time I have been in Hà Nội twice, by the time I study at university in Ho Chi Minh City. Đó. Thì nó nhấn mạnh rằng tôi đã từng đến Hà Nội 2 lần, thì nó nhấn mạnh một cái hành động, kết quả của một cái hành động là đó trong quá khứ. Ok, trong quá khứ. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 3 chức năng của thì hiện tại hoàn thành. Thì quá khứ hoàn thành, thì mình xin nhắc lại. Quá khứ hoàn thành đầu tiên nó sẽ diễn đạt một cái hành động A xảy ra trước hành động A, sau đó tới hành động B. Thì hành động xảy ra trước thì sẽ được chia quá khứ hoàn thành. Hành động B xảy ra sau sẽ được chia quá khứ đơn. Và tất cả các hành động này đều ở trong quá khứ. Tiếp theo là cái chức năng thứ hai là theo nguyên nhân và kết quả. Ví dụ hành động A và hành động B, bởi vì B gì đó, bởi vì B cái gì đó thì có A, thì nguyên nhân sẽ được chia ở quá khứ hoàn thành, còn cái kết quả sẽ là được chia ở là chia ở quá khứ đơn. Tiếp theo là nhấn mạnh một cái kết quả nào đó, ví dụ bạn đến đâu đó trong cái khoảng thời gian nào đó bằng cái từ by the time, thì cái việc mà nhấn mạnh ở đó sẽ được chia ở quá khứ hoàn thành, còn trong cái khoảng thời gian làm gì đó sẽ được chia ở quá khứ đơn. Ok, thì đó là 3 cái chức năng chính của thì quá khứ hoàn thành. Nếu như các bạn có chia câu liên quan tới quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn thì các bạn hãy nhớ cái chức năng này nhé. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái câu tiếp theo, đó là thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn past perfect, hay là perfect past continuous. Perfect past continuous. Thật ra cái thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn này các bạn, nó ít khi được sử dụng, nhưng trong các bài test thì đôi khi nó sẽ xuất hiện và kêu chúng bắt chúng ta phải chia nó. Thì chúng ta sẽ cũng phải đi tìm hiểu về cái công thức của nó. Thì đã là quá khứ tiếp diễn thì chắc ăn rằng nó sẽ là có verb in, đúng không các bạn? Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng khẳng định. Khẳng định chủ từ, cộng với had, cộng với been, cộng với verb in ing, cộng với tân ngữ nếu có. Tiếp theo là dạng nghi vấn, dạng phủ định. Thì dạng phủ định thì chỉ việc thêm not vào thôi. Chủ từ cộng với has nè, cộng với đây been, verb in. Và tiếp theo là có dạng câu hỏi thì has đưa trước, cộng chủ từ, cộng been, cộng verb in, dấu chấm hỏi. Đó, thì đây là 3 dạng khẳng định, phủ định và nghi vấn đối với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn các bạn. Đó, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chức năng và chức năng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Chức năng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì nó sẽ sẽ diễn đạt một cái kết quả, sẽ diễn đạt một cái kết quả nào đó
gây ra trong quá khứ và cái hành động đó đang được diễn ra, hành động đó đang được diễn ra. Cái hành động, ví dụ hành động A này nó đang được diễn ra và nó làm cho cái hành vật nó dẫn tới cái hành động B này. Các bạn nhớ nha, hành động B. Còn đối với thì quá khứ hoàn thành, chúng ta vừa học hành động A có thể, hành động A đã hoàn thành rồi mới có thể hành động B. Ví dụ câu nãy chúng ta nói là anh trai của tôi lấy vợ rồi thì tôi mới gặp, hành động lấy vợ rồi nó đã hoàn thành rồi rồi mới tới hành động B. Còn đối với thì quá khứ tiếp diễn thì hành động A đang được xảy ra thì nó sẽ dẫn tới hành động B. Đó, dẫn tới hành động B. Ví dụ như bây giờ I had been traveling whole night. So I was really tired. Chúng ta sẽ nhìn câu này. Câu này ví dụ là tôi đã đi suốt đêm, vì thế tôi rất là mệt. Thì khi nói câu này ra thì cái hành động này nè các bạn, hành động này đang được diễn ra luôn, nó chưa hoàn thành thì người này vẫn còn đang di chuyển, vẫn còn đang traveling, họ vẫn đang di chuyển và trong lúc đó họ cảm thấy mệt vì cái hành động di chuyển này, và nó đã được đang xảy ra các bạn, nó đang được xảy ra chứ nó không có complete, nó không có hoàn thành. Thì các bạn nhớ nha, cái hành động này nó đang xảy ra dẫn tới cái hành động này, thì được cái thì quá khứ hoàn thành nó nhấn mạnh cái sự việc đang xảy ra này dẫn đến một hành động khác. Còn đối với thì quá khứ hoàn thành thì chúng ta rồi thì hành động này nó đã được hoàn thành rồi, nó có thể và nó sẽ mới dẫn đến cái hành động thứ hai theo nguyên nhân kết quả. Nãy ví dụ nãy vì tôi quên đem mưa à tôi quên đem cái dù cho nên là tôi bị ướt, vì quên đem thì cái hành động quên đem nó đã xảy ra rồi, nó đã hoàn thành rồi đó thì mới bị ướt. Còn cái hành đối với câu này vì đang là gì, chúng ta đang 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 đi traveling, đang đi du lịch, đang đi suốt đêm rồi nên tôi mệt, hành động mà đang còn đang được xảy ra. So I was really tired đó, này nhớ nha. Đó. Đây là một câu các bạn nhớ, nó diễn đạt một cái hành động thì đang được xảy ra và dẫn tới một cái hành động khác. Đó. Ví dụ như một câu như là I này, had been chẳng hạn. Mình sẽ lấy một cái câu khác, I had been này, making many dishes. So the kitchen chẳng hạn. The kitchen were so messed. Câu này có nghĩa là sao các bạn? Ví dụ là tôi làm rất là nhiều món ăn vì thế cái nhà bếp nó rất là bừa bộn. Thì cái câu này nè, câu này cũng như mình nói, nó đang được diễn ra luôn. Người mình vẫn đang làm đồ ăn và hiện vào thời điểm nói đó thì có thì nhà bếp nó rất là bừa bộn, cái hành động đang làm rất là nhiều món ăn này nó chưa có dừng lại, nó vẫn đang được xảy ra và nó dẫn tới là cái nhà bếp nó rất là bề bộn. Các bạn nhớ nha, thì đây là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Câu này sẽ được chia ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, cái câu tiếp theo dẫn đến cái kết quả đó là sẽ được chia ở thì quá khứ đơn. Đó, chia ở thì quá khứ đơn thì đây là các bạn nhớ nha. Còn đối với thì mình nhắc là quá khứ hoàn thành thì cái câu này nó đã hoàn thành rồi dẫn tới cái hoạt động khác, hoặc là hoạt động khác nó bắt đầu nó xen vào đó thì nó là quá khứ hoàn thành. Còn cái hoạt động nó đang được xảy ra luôn, đang được xảy ra luôn mà nó dẫn tới một cái hành động tiếp theo, dẫn tới một cái sự việc tiếp theo thì cái hành động đang được xảy ra đó chia ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Còn đối với cái hoạt động tiếp theo đó sau nó là được chia ở thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn.
Thì thứ hai á, là cái thì quá khứ tiếp diễn này nó sẽ nhấn mạnh cái ví dụ cái nãy chúng ta đã tìm thấy là mà cái thì quá khứ hoàn thành là nhấn mạnh cái kết quả, đúng không? Nhấn mạnh kết quả trong cái ví dụ là tôi đã từng đến Hà Nội 2 lần trong khi tôi học đại học, trong thời gian tôi học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là để nhấn cái kết quả là tôi đã từng đến Hà Nội 2 lần. Còn đối với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì nó sẽ nhấn mạnh cái thời gian của cái hoạt động, cái thời gian của cái hoạt động. Ví dụ như bây giờ thời gian của cái hoạt động chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ lấy là I wanted chẳng hạn. I wanted to go back my hometown because I had been staying in city chẳng hạn for a long time. Các bạn thấy câu này nè không? I wanted to go back my hometown because I had been staying in city for a long time. Các bạn thấy trong câu này vẫn xuất hiện cái từ because, đúng không? Nó xuất hiện từ because. Nhưng mà ở đây nó không dẫn đến cái biện là nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân và kết quả dịch ra là tôi muốn về nhà bởi vì tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh này rất là lâu rồi. Thì nó nhấn mạnh cái việc là tôi đã ở thành phố rất là lâu rồi. Các bạn thấy nó nhấn mạnh cái thời gian, đúng không? Nó nhấn mạnh cái thời gian là ở đã rất là lâu rồi và hiện tại cái người này nè vẫn còn đang ở đây. Các bạn nhớ nha. Hiện tại khi nói câu này thì cái tôi này nè, tôi vẫn còn đang ở thành phố và tôi rất là muốn về nhà. Và cái câu này nó đã diễn đạt một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ nào đó trong quá khứ. Ở các bạn nhớ nha, trong quá khứ thì ví dụ là nếu mà dịch ra quá khứ thì là sao? Tôi đã ở thành phố này rất là lâu rồi bởi vì tôi rất mong muốn được về nhà. Đó, thì đây là diễn đạt một câu trong quá khứ mà nhớ nha. Chẳng hạn gì? Thì đây là nó sẽ nhấn mạnh cái thời gian, nó không có nhấn mạnh cái kết quả mà sẽ nhấn mạnh cái thời gian cái người này đó như thế nào. Đó. Thì đối với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nó sẽ nhấn mạnh cái việc thời gian. Nhấn mạnh cái việc thời gian. Ok, còn đối với cái thì hiện tại hoàn thành quá khứ hoàn thành nó sẽ nhấn mạnh kết quả. Thì vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Mình sẽ xin nhấn mạnh lại một điều nữa. Quá khứ hoàn thành, đầu tiên quá khứ hành động sẽ diễn đạt một hành động A. Diễn đồng hành hành động A xảy ra, sau đó có một hành động B xen vào. Đó, có một hành động B xuất hiện. Thì hành động A này sẽ được chia ở quá khứ hoàn thành. Hành động B sẽ được chia ở quá khứ đơn. Và nếu như trong câu thường sẽ xuất hiện cái từ after và từ before. Thì trước after chúng ta sẽ chia quá khứ đơn, sau after sẽ là thì hiện tại hoàn thành. Các bạn nhớ nha. Còn nếu có từ before thì trước before sẽ là quá khứ đơn, sau before sẽ là ở trước before sẽ là hiện tại hoàn thành, sau before sẽ là quá khứ đơn. Thứ hai, đối với thì hiện tại hoàn thành, ở thì quá khứ hoàn thành nó sẽ diễn đạt hai cái hành động theo hành động có liên quan với nhau, vì A xảy ra mới thứ B, vì quên mang dù nên bị ướt, thấy không? Thì hai hành động mà xảy ra thì cái hành động mà vì A cái gì đó thì chúng ta ở chia ở thì hiện tại hoàn thành, ở quá khứ hoàn thành, và cái kết quả B này chúng ta sẽ chia ở quá khứ đơn. Chúng ta sẽ chia ở quá khứ đơn. Thứ hai là hành động A này nó muốn nhấn mạnh một cái sự việc gì đó trong khoảng thời gian mà bạn làm cái gì đó.
Đó, thì đây là cái hiện tại quá khứ hoàn thành. Còn đối với quá khứ hoàn thành tiếp diễn diễn đạt một hành động A đang được xảy ra, đang sẵn là xảy ra nè, xảy ra thì có hành động B dẫn đến hành động B đang được xảy ra. Đó, còn cái bên đây các bạn nhớ, bên đây nó đã hoàn thành rồi nha. Còn đối với đây là nó sẽ ra, hoặc là nó sẽ nhấn mạnh một cái quá trình A này, nó sẽ nhấn mạnh một khoảng thời gian gì đó. Đó, và nhấn mạnh và dẫn đến là việc bạn muốn sau sau đó. Đó, ok, thì đây là thì hiện tại quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu kỹ nó. Và một điều nữa, nếu như các bạn học tiếp lên nhiều hơn nữa, nó có cái câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện loại 3 là diễn đạt cái ước muốn không có thực ở trong quá khứ. Thì đối với công thức của câu điều kiện loại 3 thì nó sẽ có là if nè, cộng với chủ từ, cộng với has nè, cộng với verb nè, ed chia cột thứ ba này, phẩy nữa đúng không? Trời, chủ từ rồi cộng cái quote chẳng hạn. Đó, rồi hoặc là quote thì word chẳng hạn đúng không? Chấm 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 rồi cộng với help thì vmed chia cột thứ ba. Thì trong cái câu điều kiện loại 3 này diễn đạt một cái ước muốn, một cái sự việc không có thật trong quá khứ, thì chúng ta thấy đối với ở mệnh đề if thì nó sẽ có chia ở theo thì hiện tại quá khứ hoàn thành. Còn mệnh đề tiếp theo nó sẽ được chia ở thì code US này nó sẽ chia thì hiện tại hoàn thành. Các bạn nhớ nha. Thì câu điều kiện loại 3 diễn đạt một điều không có thật trong quá khứ, ví dụ như là nếu như tôi có thật nhiều tiền thì tôi đã mua cái xe đó, thì nó nói sử dụng câu điều kiện loại 3 thì tất nhiên là trong quá khứ nó đã không có thật. Thì đây chỉ là một ước muốn, một cái mong muốn ở trong quá khứ đây, không có thật. Thì nếu như các bạn học thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của câu mà quá khứ hoàn thành. Ok, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho chúng ta củng cố là các công thức cũng như một số cách sử dụng đối với thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ok, thì hy vọng rằng sẽ gặp các bạn trong video tiếp theo, và video tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với mốc tương lai, với tương lai đơn, đúng không? Với hai thì đầu tiên đó là thì tương lai đơn và thì tương lai tiếp diễn. Rồi, nào, xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo, và các bạn hãy nhớ support mình bằng cách nhấn vào nút subscribe bên dưới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thanks và see you. Ok, see you next time. Bye bye các bạn.